Ba ngày Tết, đặt một củ tỏi vào bốn chỗ này, gia chủ sẽ đổi vận giàu sang, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, giàu lứt tường đổ vách. Hoan hỷ chào đón quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Phú Quý Phát Tài. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn thông tin hữu ích về mẹo phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Vâng, thưa quý vị, đối với người dân Việt Nam thì củ tỏi là một gia vị không thể thiếu trong những món ăn đậm chất người Việt. Trong cuộc sống hàng ngày, bên cạnh việc sử dụng trong ăn uống thì tỏi còn vô vàn những công dụng khác cực kỳ bổ ích, như là làm thuốc chữa bệnh trong đông y, hay theo quan điểm của ông bà xưa thì tỏi có mùi rất đặc trưng, giảm tránh những âm khí không tốt. Vậy nên trong 3 ngày Tết năm Quý Mão này, quý vị hãy thử đặt tỏi ở những vị trí sau để có thể thu hút tài lộc về nhà, cả năm may mắn và bình an quý vị nhé. Ba ngày Tết, đặt một củ tỏi vào bốn chỗ này, gia chủ sẽ đổi vận giàu sang, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, giàu nứt vách. Thứ nhất là đặt tỏi trên đầu giường. Theo quan điểm của người xưa thì con người ngủ say nên nguyên thần của họ trở nên yếu đi. Vì vậy mà ma quỷ hay lợi dụng người ta ngủ để đi vào giấc mơ, chọc phá họ. Đặt tỏi trên đầu giường ngủ hoặc dưới gối sẽ làm giảm những cơn mộng mị, cho bạn những giấc ngủ sâu. Đồng thời, nó cũng hạn chế việc bị bóng đè hoặc nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Ngoài ra, về mặt khoa học, đặt một vài nhánh tỏi dưới gối giúp lọc sạch không khí, đảm bảo hít thở không khí trong lành khi ngủ. Cơ thể được thanh lọc hoàn toàn trong môi trường không khí có hương tỏi. Từ đó, giấc ngủ dễ dàng tìm đến. Mọi suy nghĩ phiền muộn, những việc mệt mỏi, năng lượng tiêu cực sẽ nhanh chóng bị xua tan. Còn nếu thường xuyên bị muỗi cắn hay muốn xua đuổi các loại côn trùng như nhện, gián, hãy đặt tỏi dưới gối đầu giường để ngăn chúng tiếp cận bạn. Mùi hắc và nồng của tỏi khiến côn trùng sợ hãi, tránh xa. Nhờ khả năng xua đuổi côn trùng mà bạn có thể yên tâm ngủ ngon hơn. Thứ hai, mang theo củ tỏi bên người. Tỏi là thực vật cùng họ với hành, tính nóng, vị cay nồng. Tỏi có mùi thơm nên thường được dùng làm gia vị ăn uống. Ngoài ra, tỏi có tính chất kháng sinh, tăng sức đề kháng, phòng ngừa căn bệnh ung thư, chống huyết áp cao, tăng mỡ máu trong cơ thể. Tỏi bóc vỏ để sống trong không khí vài phút rồi ăn sống chính là một cách để chống ung thư. Dân gian cho rằng tỏi mang tính dương nên làm tăng dương khí cho người sử dụng và giảm năng lượng của ma quỷ. Việc dùng tỏi trừ tà xuất phát từ tín ngưỡng dân gian của người Việt. Cụ thể, thần tài, thổ địa là hai vị thần năng lực có hạn. Khi đối mặt với ác ma, công phu cao hơn, hai vị thần này sẽ bị yếu thế phá ngách. Vì vậy, tỏi chính là cách để ma quỷ bị giảm đi công lực, sợ hãi rời đi và thôi quấy phá thần tài, thổ địa. Đồng thời, mùi hương của tỏi cũng chính là thứ khiến ma quỷ sợ hãi, tránh xa. Dùng tỏi trừ tà chưa được bất kỳ ai chứng minh khoa học hay chứng minh hiệu quả một cách chính xác. Biện pháp này xuất hiện chính là nhờ sự đúc kết kinh nghiệm của ông cha ta và được dùng từ bao đời nay. Hơn nữa, dùng tỏi trừ tà trước hết mang lại cảm giác ổn định, an tâm hơn trong lòng. Từ đó, những điều xui rủi cũng giảm đi đáng kể. Khi một người đi đến nơi vắng vẻ vào buổi tối hay đi đám tang, trong túi họ thường đặt một vài nhánh tỏi dập. Hay như khi đón trẻ sơ sinh từ bệnh viện về, người xưa quan niệm bỏ củ tỏi vào túi của trẻ, sau này đi đâu cũng mang theo củ tỏi ấy bên người. Sẽ giúp trẻ tránh khỏi xui xẻo đeo bám, âm khí sẽ e ngại, không dám đến gần đứa trẻ đó. Thứ ba, đó là treo 81 tháp tỏi trong nhà hoặc trước cửa.
Đa phần mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần một vài củ tỏi đặt trong phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách là có thể bảo vệ gia đình khỏi tà ma. Nên nhiều người còn trồng một chậu tỏi nhỏ trong nhà, vừa để trang trí, vừa để phát huy tác dụng trừ tà. Song dân gian truyền lại rằng trong nhà hoặc trước cửa nên treo 81 tép tỏi. Điều này đồng nghĩa là đang có 81 vị thần giúp giữ nhà cho chúng ta. Khi đó những yêu thuật, tà ma, bùa phép sẽ không tài nào xâm nhập vào nhà được. Tuy nhiên vì tỏi rất nhanh khô nên nếu áp dụng cách này bạn nhớ thường xuyên thay mới chúng. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bất an, lạnh gáy thì nên thường xuyên lau mặt bằng khăn ướt. Bên cạnh đó, bạn có thể giã 81 tép tỏi vào đậu nành vào trong một túi vải mang theo bên mình. Có người tin rằng cách này có thể xua đuổi tà khí và ngăn cản chúng lại gần bạn. Ngoài ra, nếu có người bị ma nhập, hãy giã tỏi vào túi vải mỏng để trên đỉnh đầu của người đó, hướng dẫn họ hít thật sâu vào và thở ra từ từ, làm liên tục nhiều lần trong một tiếng. Nếu bị nặng thì tập lâu hơn sẽ giúp tỉnh táo hơn. Thứ tư là đặt tỏi trên bàn thờ ông địa, ông thần tài. Thổ địa và thần tài là hai vị phúc tinh bảo vệ mỗi gia đình. Quan niệm dân gian cho rằng có những loại ma quỷ có uy lực lớn làm suy giảm sức mạnh của hai ông. Vì vậy có thể dùng tỏi kết thành tháp rồi đặt trên bàn thờ. Cách làm này sẽ giúp tăng dương khí, may mắn cho cả gia đình. Đặt tỏi ở bàn thờ thần tài là việc nên làm. Tuy nhiên, đặt bao nhiêu là đủ hay đặt như thế nào thì không phải ai cũng biết. Bàn thờ thần tài là nơi linh thiêng. Việc bày tỏi để bàn thờ thần tài đặc biệt phải chú ý đến số lượng, không được qua loa, đại khái. Thông thường, bàn thờ thần tài, thổ địa sẽ được đặt một đĩa 5 củ tỏi tươi đẹp, nguyên vẹn hoặc là nguyên một bó tỏi. Bởi vì theo quan điểm nhân gian, tỏi được bày trên bàn thờ thần tài để bài trừ đạo chích, vong binh, tìm cách làm hại hoặc có ý ám muội đối với hai vị thần linh, bảo vệ hai vị an toàn, an tâm, phù hộ cho gia đình, đem lại nhiều tài lộc, may mắn, giúp công việc, kinh doanh thuận lợi. Ngoài tỏi trong 3 ngày Tết này, quý vị có thể thử mang những vật may mắn ngay sau đây để thu hút tiền bạc, tài lộc ùn ùn kéo về nhà. Thứ nhất là mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh. Phật Bản Mệnh được biết đến là một vị Phật hộ mệnh đem lại sự may mắn, sức khỏe, bình an, bảo vệ bạn trong cuộc sống. Phật Bản Mệnh của mỗi tuổi, mỗi giới là một vị riêng, vì mỗi vị đều có công đức đặc thù khác nhau. Vì vậy, chọn Phật Bản Mệnh tương ứng với tuổi của mình để có được những điều tốt đẹp là rất quan trọng. Đặc biệt, mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh được làm từ trầm hương sẽ giúp gia tăng vận khí, bởi trầm hương cũng được xem là linh mộc. Vì thế, bạn hãy chuẩn bị cho mình và người thân một vật may mắn mang theo bên người là vị Phật Bản Mệnh làm bằng trầm hương, để bảo vệ bản thân và người thân tránh xa những xui xẻo, tà khí. Thứ hai là vòng tay trầm hương Phật Di Lặc. Tác dụng của trầm hương thì hầu hết ai cũng đã biết đến. Đặc biệt, khi dùng nguyên liệu quý hiếm này để chế tác tượng Phật Di Lặc sẽ còn tăng giá trị và ý nghĩa trong món đồ phong thủy này. Không chỉ cuốn hút sự may mắn thịnh vượng từ mùi hương quyến rũ của trầm hương thật, tượng Phật Di Lặc được điêu khắc bài bản trên nền gỗ còn có ý nghĩa bảo vệ con người, xua đuổi tà ma, tiêu cực và thu hút những may mắn, phúc lộc đến với chủ nhân. Ngày nay, người ta thường dùng vòng tay này đeo cho trẻ nhỏ với mong muốn cầu mong con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, an yên. Với nghĩa đặc biệt của mình thì vòng tay Phật Di Lặc được làm từ chất liệu trầm hương sẽ là món quà hết sức giá trị trao tặng nhau trong dịp Tết. Ngoài tác dụng mang đến may mắn cho người sở hữu, chiếc vòng còn khiến người trao tặng nhận được sự yên bình, thịnh vượng trong cuộc sống. Thứ ba là bút trầm hương. Điểm thu hút đầu tiên của bút trầm hương chính là đem lại may mắn cho người sử dụng. Bút trầm hương có tác dụng điều hòa huyết áp, chống tà ma, chắn gió, thường được đem theo bên người làm bùa hộ mệnh. Bút trầm hương khi được mang theo bên người sẽ tránh các điềm gỡ, mang lại may mắn cho người sử dụng. Không ai có thể phủ nhận được ý nghĩa mỗi khi tặng cây bút cho bạn bè, người thân, đối tác.
Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa, là những thứ đem lại may mắn, bởi cây bút là bắt nguồn cho công việc, xây dựng sự nghiệp của mình và cũng là một trong những chìa khóa tạo nên sự thành đạt trong cuộc sống. Thứ tư là túi trầm bình an, là những thứ đem lại may mắn. Mỗi túi trầm bình an đều mang trong mình những mảnh trầm hương, là vật may mắn, mang theo người được nhiều người ưa chuộng, hội tụ đầy đủ tinh hoa đất trời, có tính thuần dương cao, thanh tẩy không gian sống, xua đuổi tà khí, từ đó kích hoạt may mắn, cát tường, cho người sở hữu. Khi tà khí hay vận đen bị xua đuổi sẽ giúp cho chủ sở hữu gia tăng may mắn, qua đó kích thích tài lộc và sự hanh thông. Túi gấm đỏ bao bọc bên ngoài mang ý nghĩa may mắn, vượng khí, cân bằng năng lượng phong thủy. Màu đỏ là màu của lửa và máu, màu sắc của cuộc sống, tình yêu và sự ấm áp, màu của nguồn năng lượng tươi sáng, mang lại may mắn và sức khỏe. Mang gì bên người để may mắn trong 3 ngày Tết chính là điều mà bất cứ ai cũng muốn biết. Mong rằng với những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị một sự lựa chọn phù hợp với bản thân mình, vừa cuốn hút những điều tích cực, may mắn đến với cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký miễn phí kênh Phú Quý Phát Tài để không bỏ lỡ những video hay nhất đến từ chúng tôi mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.